Nam mô Bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử, đây là buổi sinh hoạt cuối cùng tại trường hạm tỉnh xá trung tâm, và cũng là cái buổi chúng ta phân tích yếu tố giác ngộ cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Nếu ta hiểu chánh định là cái tầng thứ 8 của tòa tháp 8 tầng, thì sự có mặt của nó lệ thuộc rất nhiều vào 7 tầng dưới. Cho nên để chánh định có mặt sớm, bền vững cho đến lúc mà hành giả chứng đắc đạo quả giác thoát, thì 7 tầng đầu không thể không có. Chánh kiến đi đầu được hiểu là tầng thứ nhất, xác lập quan điểm, thái độ, tầm nhìn, xóa đi mê tín dị đoan hay là những quan điểm về số phận ăn bài, hoặc là những triết thuyết cho rằng có quy nhân đầu tiên hay quy kết nó vào vật chất đều bị nghiền nát bởi cái nhìn của chánh kiến. Chánh tư duy bắt đầu được xem như là một cái hành động nhận thức thoát khỏi tham sân si và giải quyết các vấn đề trên tinh thần hài hòa, rộng lượng, cởi mở, tha thứ và tương dung. Những phản ứng kéo theo bao gồm hành động của ngôn ngữ, hành động của tay chân và nghề nghiệp chân chính, tạo ra nền tảng đạo đức trong tương quan xã hội. Chánh tinh tấn là một sự dây xuyên suốt cho tất cả những nỗ lực chân chính được thành tựu. Những loại trừ về cái tiêu cực đó, được dứt điểm. Nhờ đó con người đạt được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi thức ngủ nói đính co duỗi động tịnh đều có được sự chân chính của đạo, chân chính với đề, chân chính với mình và chân chính với người. Nhờ đó hành giả mỗi bước chân đi vào tịnh độ, vào Phật độ, và mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Như vậy chánh định là thành quả. Rất nhiều hành giả đi theo các pháp môn thì không nhấn mạnh đến 7 yếu tố đầu và xem chánh định là nguyên nhân để có được kết quả là giác ngộ và giải thoát. Nên là sự tu tập như thế đôi lúc nó gặp những cái trở ngại, là bởi vì các hạt giống cũ thuộc về đời đó nó còn dễ đầy, và do vậy nó rất dễ dàng nó tạo ra sự khủng hoảng trong đời sống nội tại tâm linh của hành giả nói chung. Còn nếu ta đi theo một tiến trình tự nhiên như thế đó thì nó không gặp bất cứ một cái phản ứng phụ nào. Chánh định không nên hiểu đơn thuần là sự tập trung tâm ý, mà nó phải được hiểu là sự huấn luyện tâm thức trên nền tảng 3 yếu tố thiện, là không còn tham sân và si. Rất nhiều các ngành nghề đòi hỏi đến mức độ tập trung cao vì cái danh trong vấn đề làm chủ khám phá và tác quyền của một công trình phát minh mới, hoặc tập trung để mình tạo ra một cái năng lực trên nền tảng của những bất mãn bốc đồng, những cái mà mình cảm thấy là không cảm thấy thoải mái, nó thuộc về lòng sân, và có những cái tập trung do vì không biết gì hết, lặng lặng lẽ lẽ, và tưởng rằng là mình đang có năng lực tu tập cao, để thuộc về lòng si. Do đó sự tỉnh lự hoặc là bậc nhất những tâm niệm tham sân si đó thì được gọi là chánh định hay là
những yếu tố quan trọng để dẫn tới chánh định. Dữ liệu thứ hai để xác định đâu là một chánh định theo tinh thần Phật dạy và đâu là sự ngộ nhận về nó là trong chánh định luôn luôn có yếu tố nhất tâm. Chỉ có một đối vật duy nhất đang được sử dụng như là một phương tiện chuyển hóa tâm, chứ không có một hình ảnh thứ hai. Do vậy mà sự chung thủy giữa thân, tâm và hơi thở đạt được ở mức độ cao nhất. Ba yếu tố này không bao giờ có một tích tắc nào trong một bối cảnh điều kiện gì tách ly như là ly dị. Hành giả giữ được hơi thở trên cơ thể ra vào, ý thức quán tưởng, theo dõi, thấy rõ được sự vận hành của nó. Thân, tâm, hơi thở vận hành trong sự giám sát lẫn nhau, có mặt trong mọi hoàn cảnh, thì cái đó mới được gọi là biểu hiện của nhất tâm. Và nhất tâm như thế chính là dòng chảy của chánh niệm. Do đó nhất tâm và chánh niệm là hai thước đo căn bản về một sự tập trung được gọi là chánh định, trong khi các tập trung trong bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào không có hai yếu tố này đó thì không được gọi là chánh niệm. Dữ liệu thứ ba để chúng ta có thể phán đoán và đánh giá đó là hành giả đạt được chánh niệm, tâm không còn bất cứ một sao động gì, giống như một mặt nước không có gợn sóng, dầu là sóng hiển lộ hay là sóng ngập, vì nó không có những cái tác động của ngoại tại trên đời sống nội tại của các giác quan. Hành giả làm chủ được nó một cách rất là an toàn, do đó sự phóng tâm đã được ngưng. Mà khi phóng tâm không có đó thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nhận thức các đối vật chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết, cho nên nó không có những phản ứng cảm xúc thuận hay nghịch kéo theo sao. Và do vậy hành giả sẽ không bao giờ bị lay chuyển và để cho bất cứ một phản ứng nào dính vào thân, dính vào tâm, dính vào hoàn cảnh, dính vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ đó phát triển được trí tuệ ở mức độ cao nhất. Trong bát chánh đạo, chánh định được xem là yếu tố cuối cùng, là bởi vì ngay tại địa điểm này đó thì tuệ giác đã phát sinh ở mức độ cao nhất rồi. Chánh kiến nuôi lấy chánh định, chánh định duy trì chánh kiến, chánh định làm cho bảy yếu tố chân chính còn lại nó đạt được ở mức độ cao nhất. Cho nên chánh định đó vừa là nhân, vừa là kết quả, vừa là chứng trình của sự tu, vừa là tất cả những gì được chuyển hóa, nó đạt được ở mức độ cao nhất. Còn hiểu mức độ đơn giản, chánh định là năng lực duy trì chánh tâm ở trên ngoại cảnh với một sự an trú, có chánh niệm, có an lạc, có tỉnh tại. Còn thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong những điều vừa nêu đó thì được gọi là sự tập trung tâm ý thôi, chứ không phải là nhất tâm chân chính. Như vậy theo định nghĩa này đó thì nhất tâm bất loạn của thiền cũng là chánh định. Tam mặt tương ưng của mặt tâm cũng có thể được gọi là chánh định, nếu hành giả tịnh độ không để cho lời cầu nguyện, sự văn sinh và tha lực can thiệp vào. Hành giả tịnh độ không để cho chủ nghĩa quyền bí và ứng dụng cái quyền bí này trong vấn đề trị liệu can thiệp vào, thì ngay lúc ấy đó giá trị chánh định vẫn có mặt, giống như hành giả của thiền. Ta có thể phân làm hai loại định trên nền tảng định nghĩa vừa nêu. Phàm định tức là sự tập trung tâm ý mà đối tượng của nó là ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lokiya Samadhi
là một loại tập trung, nó thuộc về đời. Những thợ kim hoàn tập trung rất cao để có thể cho ra một kiệt tác trang sức phẩm bằng vàng kim cương. Các nhà khoa học, các bác học đầu tư vào các lĩnh vực khảo nghiệm trong các phòng thí nghiệm, đôi lúc quên cả ăn bỏ cả ngủ mà không thể được gọi là chánh định, là bởi vì cái mục đích, cái hiện thực, cái diễn tiến và kết quả đạt được đó, đó là dục giới, sắc giới vô sắc giới rồi. Thì đây là cái phần mà định nghĩa khác căn bản của ngài Phật Âm, để cho thấy tất cả những hình thái tập trung á ngoài đời nó không thuộc là chánh định, rất đơn giản rồi. Nó không thuộc về dục thì cũng thuộc về sắc, gọi là rơi vào vô sắc. Trong khi đó chánh định của Phật giáo thì vượt ra khỏi tam giới như vừa nêu, và có khả năng hướng về chánh đạo, thánh đạo trên nền tảng của nhất tâm chánh niệm để đạt được sự giải thoát. Trở ngại lớn nhất của đời sống chánh định là người thực tập rơi vào trạng thái luyến tiếc một cái gì đó, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình huống, quá khứ, tương lai, thất bại, mất mát, thương đau. Tất cả những cái này nó làm cho tâm rơi vào trạng thái là độc thoại. Khi mà cái trạng thái không gian yên lắng chừng nào đó, thì mức độ của sự loạn động trong xuất hiện chuyện đó, cho nên phải hết sức lưu ý để đừng để cho tất cả những tình huống kia nó đánh lừa mình, mà để cho sự độc thoại đánh lừa và trải nghiệm một cách là yên lắng trong một thời gian đó, thì phần lớn người thực tập sẽ rơi vào trạng thái là trầm cảm, không còn thiết màng đến bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Và nếu không có một người có kinh nghiệm chặn đứng lại cái dòng chảy của lãnh cảm đó, đó sau thời gian sẽ bị tâm thần. Ngày hôm qua thì có một Phật tử đến chùa Giác Ngộ hỏi thăm rằng là sau khi thực tập thiền vô vi của Lương Sư Hằng thời gian đó, thì cái đầu của anh nó bưng bưng giống như nó muốn nổ tung á. Rồi đi khám bác sĩ chụp CT không phát hiện ra một cái thứ bệnh gì hết á. Đến các bác sĩ tâm thần, kết quả cũng không có cái gì để đáng lo, nhưng mà sự căng thẳng đau nhức ở trong đầu đó là một vấn nạn thường trực. Chứ tôi đặt ra giả thuyết là có phải anh tập trung con mắt ở ngay cái chính giữa trán không? Thì nó đúng thiệt. Thôi sao thầy biết? Thì tập trung nhiều quá quả vọng lên đầu, căng thẳng thường trực thôi. Rồi sau đó phương pháp tu tập thiền trên nền tảng có chánh định, hay là tu tập thiền để có được chánh định đó, là làm thế nào để buông thư tất cả các phản ứng cơ bắp và giác quan. Và việc tập trung sai cái địa điểm sẽ làm cho sự căng thẳng có mặt vì hỏa nó dọng lên đầu. Rất may là gần sớm, nhưng mà không gần sớm sau này bị tâm thần. Một số hành giả theo phương pháp thiền Lương Sĩ Hằng đó, thì có cảm giác mình bay bổng, bởi vì họ quán tưởng rằng là tâm thức nó xuất ra khỏi cơ thể vật lý, làm cho cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng, thư thái, thoải mái đó, như là một ảo giác. Và rất nhiều người sử dụng cái ảo giác đó mà tưởng rằng là mình đang có được an lạc hạnh phúc Phật, như là một sự giải thoát, cho nên kết quả là chẳng đạt được cái gì. Trong khi đó phương pháp thực tập chánh định hay là thiền của Phật giáo làm sao cho tâm của mình nó chung thủy 100% đối với thân và hơi thở, không tách ra bất cứ một ly tắc nào. Đó là sự khác biệt rất căn bản. Và nhờ tâm nó có mặt, thấy rõ sự vận hành của thân thể, của dòng cảm xúc, của tâm,
và của những cái đối vật của chính nó đó, thì hành giả sẽ buông thư được, thư lắng được, nhẹ nhàng được, thoải mái được. Nhưng mà không đó, thì sự căng thẳng ngày càng cao. Cũng có người đặt quá nặng cái sự tập trung ở trên đỉnh lỗ mũi, cho nên tạo ra sự căng thẳng, hỏa vẫn tiếp tục vọng trên đầu. Trong đó, trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật chỉ dạy là đặt niệm trước mặt. Và như vậy ta có thể suy luận ra cái khái niệm nó được hiểu là con mắt đừng có nhắm lại, vì nhắm lại nó rơi vào trạng thái đập thoại bên trong. Và do đó trong lúc mà chúng ta thiền định, ta vẫn không có được chánh định. Mở to ra 100% đó, thì nó sẽ nhìn thấy các đối vật, và do vậy sự dao động, sự lay động của nó đó, lao theo thế giới trần cảnh sẽ làm cho con người đánh mất đi giá trị thư lắng. Hay là cái khác là nó vẫn tiếp tục hoạt động một cách công khai. Cho nên khép mắt khoảng chừng 30-50%. Và do đó sự lắng dịu ở trước mặt trên nền tảng pháp quy chánh niệm sẽ làm cho sự nhiếp tâm đi vào định tĩnh đó, được diễn ra một cách là an toàn và dễ dàng, mà quả nó không vọng trên đầu. Ai thực tập thiền thời gian mà bị căng thẳng cái đầu óc đó, là biết là quả đang bị vọng lên, thì tạm thời bỏ cái phương pháp ngoài thiền đi, đi kinh hành đó, hay đi thiền hành nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, để cho cái quá trình trao đổi chất đó, nó làm cho các neuro thần kinh đó, được tư dưỡng mát mẻ lại, giải phóng cái tình trạng đó một thời gian 1-2 tháng rồi hay quay trở lại với một sự thực tập. Có người hướng dẫn là khi có những dấu hiệu gì khác thường, căng thẳng, mỏi mệt, nhức đầu, tóc mồ hôi, nóng cái gì ở trên đỉnh đầu, đỉnh trán thì đều được xem là có vấn đề do thực tập xa, thì cần phải tư vấn người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Có rất nhiều người cứ tưởng là mình hiểu được á, cứ tự làm dẫn đến nhiều hậu quả khó lường trước được. Thứ hai là sự quyến luyến là một trở ngại lực cho chánh định của mặt. Quyến luyến về chỗ ở, về người thân, về tình yêu, về sự vật, về việc đã qua, về những cái có đã bị mất, về những tổn thất. Tiếc đuối và quyến luyến là cặp bầy trùng. Quyến luyến nó ở cái mức độ gắn bó hơn. Cho nên là ai mà không thực tập bỏ tiếc nuối và quyến luyến thì ngồi tập trung nó càng bị khủng hoảng nhiều. Vì lúc đó hình ảnh của quyến luyến nó sẽ trở thành là một cái năng lực khống chế khủng trùng hết toàn bộ tâm thức của hành giả. Do đó để có thực tập tốt đó, về chánh định ta phải có chánh kiến và chánh tư duy. Thì hai cái này đó nó là nguyên tử để phá hoại các quyến luyến và tiếc nuối cũng như là các chấp trước. Mà không có thực tập chánh kiến chánh tư duy thì cái sự quyến luyến nó sẽ có mặt với chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng. Nó là mình sao xuyến hoài, bận tâm hoài, dính mắc hoài thôi. Cho nên ta phải biết rõ để bỏ qua. Những hỗ trợ căn bản để thực tập chánh định bao gồm, thứ nhất là sự thực tập hơi thở, và để tâm ý của mình theo dõi hơi thở một cách rất là chuẩn mực. Nhờ đó hành giả có thể nhiếp tâm chuyên ý về một đối vật của thiền quán nhất định nào đó. Phương pháp thở thì không được phân tích rõ và chi tiết như ở trong các kinh, đặc biệt là kinh Tạng Pali. Vì một lý do khái niệm dài ngắn đó, và chuẩn mực đó, ở mỗi người mỗi khác. Cho nên ta thực tập làm sao theo khái niệm Đức Phật sử dụng là một hơi thở thật dài hay một hơi thở thật ngắn, ta ý thức rõ hơi thở dài ngắn đó nó đang được đưa vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi, thanh quản, buồng phổi, sự vận hành có đi đến chỗ nào đó thì sự
sự giãn nở cơ thể nó phải xuất hiện ở chỗ đó mới được xem là đúng. Hơi thở muốn tốt đó là ra và vào làm sao đừng nghe tiếng động, hơi thở sau thời gian là bị viêm mũi hết, tại vì sức nóng và sức lạnh bên ngoài va chạm quá mạnh đối với các cái mạch ở bên trong lỗ mũi làm cho viêm. Và nhất là khi trong một cái phòng ấm bước ra ngoài cái không gian lạnh đó, ta phải đứng khoảng chừng 5-10 giây để điều hòa cái thân nhiệt trước, sau đó ta mới tiếp tục vận chuyển. Thì lúc đó đó, sự làm quen với cái khí hậu vừa được thay đổi đột ngột đó không làm cho cơ thể nó bị những thương tổn, đặc biệt ở lỗ mũi. Thực tập hơi thở trong chánh định tối kỵ nhất là thở bằng miệng, tại vì nó mất đi thân nhiệt, tổn hao khí, và do vậy sức khỏe sẽ ngày càng bị bạc nhược thôi. Còn trong các lỗ chân lông ở trong lỗ mũi đó, nó có những hệ thống lọc, lọc được các độc tố, lọc được bụi, và do vậy đó không khí đưa vào bên trong nó được an lành hơn, tốt đẹp hơn. Muốn có chánh định thì ngoài hơi thở như là một đối vật để được theo dõi đó, thì các hành giả cần phải thực tập tâm kiên nhẫn và bình tĩnh. Ai không có lòng kiên nhẫn và bình tĩnh là thực tập thiền khó lắm, dễ nóng vội, dễ cao có bực dọc, thì năng lực của thiền bị phá vỡ rất nhanh. Năng lực của định đó, nó như là một sự xây dựng với cái nền thật chắc, và từ từ chậm mà chắc. Nên là kiên nhẫn mà không có mặt đó, thì khó thực tập được thiền định. Người điềm tĩnh sẽ giúp cho chính họ nó vượt qua được những cái phản ứng khủng hoảng hay nỗi sợ hãi bên trong, và do đó không ảnh hưởng đến định. Và định có mặt hay là ai thực tập định nhiều đó thì cũng có thể khắc phục được cái tâm bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, đứng ngồi không yên, và làm cho người đó trở nên điềm tĩnh với cái dáng đi nhẹ nhàng, thư thái, khoan thai lắm, thoải mái lắm. Lúc đó là hành giả có thể trải nghiệm được đời sống định trong đứng, nằm, đi, còn ở trong ngồi thì quá dễ rồi. Không lo lắng về các việc dở dang, về những việc đã qua, về những chuyện chưa đến, về những việc làm sai, về những cái rai rứt lương tâm, về những cái mối quan hòa, về cái tinh thần trách nhiệm, sẽ giúp cho hành giả dễ dàng có được định trong lúc thực tập. Tức là đời sống đạo đức phải được dừng ở ngay hành động nó được thực hiện, còn lúc thực tập thiền định chứ còn nhớ hơi thở, cơ thể và tâm thôi, không nhớ gì khác nữa. Ai có cái bệnh trách nhiệm càng nhiều chừng nào thì khó thực tập thiền định chừng đó. Khi ngồi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ chuyện đã qua, hoặc là liên tưởng đến những cái chuyện dự án, kế hoạch trong tương lai thì không thể nào có định được đó. Cho nên phải khóa tất cả các công việc ở ngay cái điểm nó xuất phát thôi. Khóa lại ở hoàn cảnh, khóa lại ở quá khứ, khóa lại ở tương lai, khóa ở con người, khóa ở sự vật, khóa ở tình huống, khóa ở cái sự lo, khóa ở việc dở dang, vân vân. Và thước đo của nó là gì? Ta thấy tâm mình bắt đầu nhẹ nhàng, rồi thư lắng, an lạc, tự tại, thoải mái, rồi ta biết là mình đang thực tập đúng chánh định. Còn không, những sự tập trung sai phương pháp hay trái với lời Phật dạy đó, thì nó đều dẫn đến những cái biến chứng đó, hết bệnh này hoặc là bệnh kia. Thực tập mà có những cái biến chứng là sai phương pháp. Tác dụng của thiền định chân chính là hành giả sẽ phát sinh được trí tuệ theo cái công thức đời sống đạo đức, làm cho người ta dễ dàng định tĩnh do việc không còn sợ hãi luật pháp nghiêm trị, cuộc đời phê bình, người ta chỉ trích. Và do đó mức độ định tĩnh làm cho người đó có thể sống bình thản an vui khắp mọi nơi, cho nên tự giác dễ dàng được phát sinh. Giống như nước là trong thì các đối vật được tương phản trên mặt nước
sẽ được người quan sát nhìn thấy nó một cách rất là rõ ràng. Như dòng nước mà đang lăn tăn thì ta thấy là sự dao động của các đối vật trên nó sẽ làm cho chúng ta không nhìn thấy nó đúng với cái nguyên dạng của nó. Thực tập chánh định sẽ thấy rất rõ được bản chất vô thường, khổ và vô ngã xảy ra trên mọi đối vật và cái phản ứng cảm xúc của chúng ta trên chúng. Vô thường nó có thể diễn ra với tất cả mọi sự vật thông qua chuỗi thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai. Và phản ứng thông thường của người phàm cảm thấy là không hài lòng, bất mãn, đau khổ và ôm cái đó với mình lâu dài. Nhưng người có thực tập chánh định, người thực tập Phật học nói chung sẽ làm sao cho trạng thái vô ngã có mặt để ta mới ly tâm hóa nỗi đau. Nỗi đau này không phải là tôi không bị kẹt vào trong nỗi đau này. Tất cả những cái vô thường và khổ đó không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó, cái gọi là tôi, giả định này, nó thoát ra khỏi cái vòng vây tỏa của vô thường. Như vậy, sự tập vô ngã sẽ làm chúng ta không bị khổ trên vô thường. Còn phần lớn người đời chỉ có được hai nhận thức đầu thôi: vô thường dẫn đến khổ, hay là vô thường trong tự thân nó đã làm cho người ta khổ, hoặc là bị khổ gấp đôi. Còn mình có thực tập vô ngã thì cái khổ đó được vô hiệu hóa. Đó là lý do tại sao mà ta thấy cái khổ được chen chính giữa vô thường và vô ngã. Thế vì cái thứ ba là cái thực tập mà. Ta không thể làm thay đổi cái vô thường, ta không thể thương lượng với vô thường, ta không thể là tương nhượng với nó, không hối lộ, không có làm cái gì để nó đi ngược lại. Chỉ có cái là thực tập vô ngã để cho cái khổ không có mặt trên vô thường thôi. Thì người thực tập định á, với trí tuệ và chánh niệm sẽ thực tập được cái vô ngã. Cho nên ai còn chấp vào mình nhiều quá, hay chấp vào cái ngã sở hữu nhiều quá, đánh đồng những sự vật hiện tượng, gặp cái này cái kia là chính mình, là sở hữu của mình, là tự ngã của mình, thì người đó không bao giờ có được chánh định hết. Đây là một cái phân tích rất có chiều sâu ở trong kinh Tạng Pali. Và nó cũng có thể được xem như là thước đo để đánh giá là việc thực tập định của chúng ta có đúng theo tinh thần Phật dạy hay là rơi vào tà định của các trường phái tôn giáo hay là của các cái ngành nghề trong dân gian. Nhờ tuệ đồng hành với định trên nền tảng của chánh niệm mà trạng thái sáng suốt tinh tấn có mặt và sức khỏe được gia tăng. Mỗi một ngày chỉ cần thực tập khoảng chừng 10 phút chánh định thôi, sức khỏe sẽ làm cho người thực tập có được tuổi thọ tốt. Còn tập một thời gian mà thấy nó căng thẳng, nó mỏi mệt, dễ cao cỏ, khó chịu, dễ phiền não, thì ta biết là tu sai. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông đó, thì 40 đề mục để giúp cho một hành giả dễ dàng đạt được chánh định ít được bên Phật giáo Bắc Tông nghiên cứu và biết đến. Chúng tôi xin giới thiệu vắn tắt 40 đề mục này, chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là 10 vật, bao gồm 4 nguyên lý: đất, nước, gió, lửa, rồi 4 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Thường được các hành giả tu thiền theo truyền thống Nam Tông đó, sử dụng để cột tâm lại một địa điểm, nhờ đó có được sự quyết tâm. Trong sơ thiền được kinh Tạng Pali mô tả đó, thì cái phần tâm và tứ là hai phương tiện rất quan trọng. Tâm là việc tìm kiếm một
đối tượng thiền quán thích hợp với mình. Tứ là duy trì sự an trú cái đối tượng thiền quán đó một cách lâu dài, như là một cái niềm vui nội tại sâu lắng bên trong. Nếu mà ai giữ được cái đó thì các niềm vui dục lạc bên ngoài nó không đủ sức áp phê, dành cái vị thế đứng ở trong tâm thức của hành giả. Hành giả đó được xem là sẽ bền bỉ với đường tu. Việc ứng dụng việc quán tưởng đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng, thời gian và hư không á, thì mỗi người mỗi kiểu, để làm sao ta đạt được sự nhất tâm, tâm của mình nó không có bị lay động theo đối tượng trần cảnh là được xem có kết quả. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có nhiều đoạn văn mô tả vì a la hán giác ngộ là nhờ quán cái địa đại bên trong, có hành giả thì do quán địa đại bên ngoài. Địa đại bên trong bao gồm tất cả các nguyên lý chắc sắn, chắc ngại và những vật đó có thể bị chúng ta chấp trước như là chính mình. Còn địa đại bên ngoài đó thì nó bao gồm sơn hà đại địa, nói chung là vật chất với các hình hài màu sắc của nó. Tất cả mọi chấp trước dù là ở góc độ nào nó cũng đều tạo ra vấn đề hết á. Từ đó ở đây thiền định Núi Lâm Tông cho phép sử dụng nó như một đối vật tích cực. Và ta quán bằng cách như thế này: nếu ta biết thêm kinh điển Đại Thừa đó, thì địa đại được hiểu như là tâm địa. Và làm sao để cho tâm địa của hành giả nó được rộng lượng như là quả địa cầu, chứa tất cả các vật dơ và những vật hữu dụng. Nhờ tâm lượng rộng lượng đó đó, hành giả không có bị khổ đau bởi những ứng xử thiếu văn hóa, thiếu lịch sự, gây hấn, kiếm chuyện của tha nhân hoặc là của những người không dễ thương. Cho nên hình ảnh khổ đau do người khác gây rơi rụng ngay cái địa điểm hành động được thực hiện và hành giả không mang theo. Cho nên trong lúc ngồi thiền đó, nó không có gọi tái xuất hiện trong tâm. Tương tự đối với nước, người ta có thể quán cái sâu sắc nhất của nước là biển. Mà biển thì không có chứa đựng tử thi. Tử thi đó trương sinh vài ba ngày là phải tấp vào trong bờ thôi, ngoài trừ là bị cá ăn. Nhưng tương tự trong đời sống tâm linh đó, thì các hành giả không nên chứa tử thi của những cái phi đạo đức, tức là những cái đi ngược lại với giá trị thánh, để cho viên ngọc phạm hạnh đạo đức nó được trong sáng, không có bất cứ một tì vết nào. Còn gió thì ta có thể quán sự vận chuyển của nó bay từ chỗ này tới chỗ kia mà nó không có dừng trụ nào ở chỗ nào hết trơn, để tạo ra một cái hình ảnh là không vướng dính. Bài ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi đó, một bài ca hay. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Còn đối với những cái đoạn kế đó thì có những nỗi đau, thì ông đề nghị là để nước cuốn trôi là được giữ lại đó. Mà ai giữ nhiều thì không bao giờ tập thiền được đó. Lửa thì có chức năng thiêu đốt, người ta có thể về phương diện tiêu cực á, hiểu nó là lòng sân. Về phương diện tích cực á, hiểu nó là trí tuệ, đốt cháy các phiền não. Như vậy là bản thân đất nước gió lửa vốn chẳng là cái gì đối với cái đời sống của chúng ta, là trở thành là những đối vật để quán chiếu. Xanh vàng đỏ trắng được hiểu như là những cái loại màu sắc nó hợp gu hay là không hợp gu với chúng ta, cũng có thể trở thành đối tượng của quán tưởng. Trong cái ngành phong thủy đó thì ngũ hành đó được ứng dụng trên mọi sự hiện tượng.
màu sắc nó cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, con người cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, và cái mức độ tương tác của chúng theo hai chiều tương sinh hoặc là tương diệt, thuận hay là nghịch. Hỏa lửa đốt cháy thì sanh ra cho, tức là thành thổ. Thổ là cái nơi mà để cho các cái quặng kim loại được tồn tại và phát triển, cho nên thổ sanh kim. Tất cả các kim loại khi nóng ở mức độ nào đó thì trở thành là nước chảy, cho nên kim sanh thủy. Mà nước thì làm cho cây cối được tươi nhuận, hoa màu được sinh sôi, cho nên thủy là sanh mộc. Và mộc là một cái phương diện của nhiên liệu, cho nên mộc tạo ra lửa, thổ sinh quả, cứ như thế mà vận hành. Và nếu ta hiểu được cái nguyên lý vận hành vật lý này đó, thì việc quán tưởng màu sắc và trang trí nó trong nhà, nội thất hay là ngoại cảnh đó, đóng vai trò khá quan trọng đối với cái cảm giác thoải mái hay là khó chịu của chúng ta. Phật giáo không có phủ định tính khoa học của phong thủy, nhưng chỉ phê phán những nhà phong thủy chưa đến nơi đến chốn đó, cường điệu hóa nó rằng nó có thể quyết định vận mệnh hạnh phúc khổ đau, thành công thất bại, giàu hay nghèo của chủ nhân. Chuyện đó là không có, chứ làm cho mình có cảm giác thoải mái hay không. Và nó còn lệ thuộc vào cái cộng nghiệp của một dân tộc nữa. Ví dụ cộng nghiệp của Phật giáo quan niệm rằng màu vàng tượng trưng cho giải thoát, cho nên khi các tu sĩ khoác lên trên thân thể của mình chiếc áo màu vàng đó, lòng mình cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng và cố gắng thực tập làm sao cho nó ăn khớp với cái sự giải thoát đó. Và người tại gia khi nhìn thấy các nhà sư, các vị thầy mặc chiếc áo vàng cũng lòng cảm thấy hân hoan ha. Nhưng mà qua đến Tây Tạng, chiếc áo vàng nó sử dụng đó, thì mặc chiếc áo đỏ bằng. Thì dân hóa của họ quan niệm đó là thích hợp cho người tu. Còn các tổ Trung Hoa và Nhật Bản càng hiện đại thì dùng một chiếc áo màu đen cho người Phật tử tại gia, và họ cũng cảm thấy thoải mái như thường. Nhưng mà mỗi một nền văn hóa với cái cộng nghiệp đã làm cho họ có một cái biểu tượng về cái loại màu khác nhau, cho nên xanh vàng đỏ trắng đó, nó thuộc về sự lựa chọn của mỗi người theo một cái gu cộng nghiệp, biệt nghiệp hay là ngũ hành tương sinh tương khắc, miễn là nó thích hợp người ta cảm thấy nó thoải mái. Người Trung Hoa thì thích màu đỏ, cho nên đình mua miếu chùa tự viện đều có cái tông màu đỏ hết, tại vì màu đỏ trong nền văn hóa Trung Hoa là sự hài hòa. Cho nên đó, đối với Việt Nam màu đỏ là màu nóng, hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với thế giới. Cho nên cái tông màu đỏ này nó được hiểu theo cái nghĩa dân gian, từ cái sự hài hòa đó mà nó có sự may mắn, rồi sự thịnh vượng, sự phát đạt. Cho nên cái bao lì xì người ta gọi là hồng bao, bao màu đỏ thôi, chứ ta không làm màu khác. Các cái thiệp chúc Tết ta cũng làm màu đỏ, là vì thế. Thế đó, đối với Phật giáo gốc thì cái màu hài hòa là màu hoại sắc, nó màu vàng da bò đó, nó màu hoại sắc, nó pha tạp giữa màu nâu, màu vàng, màu đất, đúng không? Thì mỗi một nền văn hóa nó khác nhau, cho nên sự thích hợp về tông màu cũng khác. Chính vì thế mà xanh vàng đỏ trắng đều có thể trở thành đối tượng để chúng ta quán tưởng được hết. Còn hư không đó, thì nó là không cùng tận, không có biên giới, không có ngần mé. Vì vậy quán tâm như hư không sẽ giúp cho hành giả thư thái, không có vướng bận. Tất cả các hành tinh định tinh vận hành lệ thuộc vào từng hệ mặt trời đều đang trôi chảy trong hư không, với một cái sự tương tác giữa chúng lẫn nhau, nên chúng không bị rơi. Chỉ khi nào cái quỹ đạo của chúng nó đụng nhau ở một điểm, sự va chạm lớn làm cho các hành tinh, các định tinh nó trở thành là những thiên thạch rơi ở trong không gian, mà về đêm á ta nhìn dưới cái tác động phản quang á, ta tưởng rằng là đó là những ngôi sao.
là lúc mà khi mình nhìn thấy nó đã không còn trong vũ trụ này nữa rồi, nó trở thành là những cái mảnh thiên thạch nhỏ. Do đó quán hư không sẽ giúp cho hành giả tâm được thư thái thoải mái lắm, và ánh sáng cũng vậy, ánh sáng nó có khả năng chiếu soi, dẫn đường, tạo tác dụng, tránh những ngộ nhận lầm lạc, vấp ngã, vân vân. Rồi khi mình quán như thế thì tự nhiên tâm mình nó có cái điểm dừng ở cái chỗ tích cực, và tất cả những tiêu cực khác nó được rơi rụng hết. Cho nên sự thích hợp trong việc chọn lựa đối tượng sẽ làm cho hành giả tập trung cao. Do đó phải có tư vấn tốt, và ta thử tập thử cái đối vật nào nó làm cho mình tập trung được đó, thì mình phát triển nào. 10 đề mục thứ hai nó liên hệ đến tử thi, trải qua các giai đoạn. Và hành giả thực tập thiền định chọn đối tượng tử thi á, phải hiểu như thế này, tức là nếu như họ là cái người chấp vào thân thể và xem thân thể như là thượng đế, chăm chút nhan sắc hay là những cái thay đổi nhỏ nhỏ trên cơ thể có thể làm cho người đó mặc cảm rằng mình già hơn, xấu hơn, hoặc là khổ đau nhiều hơn, thì việc quán tử thi sẽ làm cho chúng ta vượt qua được cái tâm niệm này. Hoặc là những người có khuynh hướng hưởng thụ cái khoái lạc trên cơ thể đó, thì quán tử thi sẽ làm cho người đó nhòm gớm mà từ bỏ đấy. Do đó 10 đề mục này chỉ thích hợp với hai đối tượng vừa nêu thôi. Hoặc là ai cứ nhìn thấy cõi đề này là thường hằng, thì diễn tiến chu sĩ của tử thi sẽ làm cho người ta có cảm giác ngược lại, vì đó vượt qua cái chấp thường. Các giai đoạn của tử thi trước nhất là sự chuyên sinh sau khi cái chết lâm sàng đã được kết thúc và cái chết thật sự được diễn ra. Kế đến là cái màu xanh xám làm cho gương mặt và cái làn da của người mất á, nó có cảm giác người quan sát ớn và ám ảnh. Rồi mũ nước dãi có thể chảy ra từ lỗ mũi, chảy ra từ những cái lỗ chân lông, với cái mùi nó tương đối là khó chịu. Có trường hợp là thi thể này nó bị đứt một phần nào đó do tác động của các loại vũ khí hay là các loại động vật lớn hay là một cái tai nạn nào đó. Nhìn vô thì phải ớn, nổi da gà, sợ hãi. Hoặc là bị thú ăn, lởm chởm, rồi máu mủ, hay là bị chặt ra thành nhiều khúc, hoặc cơ thể nó bị bầm tím, hay là máu chảy khắp thân, là thân nằm ở trên máu, hoặc là bị dòi, đục, rút rỉ từng phần một, hay là thân thể nó bị rã rời sau khi để quá lâu dưới lòng đất. Tôi muốn nói kết lại cũng không thể nào thành công. Thì 10 cái tiến trình quán tự như thế sẽ giúp cho chúng ta nhòm gớm cái thân thể này và thoát khỏi được cái vấn đề hưởng thụ tính dục và quá lệ thuộc vào cái chấp thân, hay là chấp thân như là một cái ngã sở hữu. Trong 5 năm trở lại đây thì cái công nghệ kim cương nhân tạo đó phát triển rất cao. Người ta có thể lấy carbon, vốn là thành phần chính của kim cương, ở cái độ nén cao nhất với các phân tử, nguyên tử rắc nối lại gấp 100.000 lần đối với các vật bình thường, thì một cái khối đường to được rút lại trở thành là một cái viên nhỏ và có độ ống ánh cũng không thua gì kim cương thật. Và trừ là những người chuyên nghiệp mới biết được là cái nào là kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên thôi. Thì ở phương Tây ngày nay người ta đã làm tro cốt của người chết đó,
trở thành là một hoặc là hai viên kim cương, mà giá hiện tại đó tại Việt Nam nó khoảng là 2.000 đô. Ở nước ngoài thì ta đã làm gần 5 năm, ở Việt Nam thì đang được thấy xuống rồi, sự chấp nhận nó chưa cao. Cái máy như thế nó tốn đến vài triệu đô la, cho nên các nhà đầu tư Việt Nam mà hôm nay là đi thăm dò các chùa có thờ cốt để vận động quần chúng và bá tánh thân chủ của các hài cốt đó, thay đổi nó làm thành những viên kim cương để cái cảm giác vô thường nó bớt đi. Bây giờ chúng tôi có chia sẻ với họ rất là khó ở chỗ tự động mà bỏ ra đến gần 40 triệu để có một cái viên kim cương từ cái lọ cốt của thân nhân, đâu ai muốn. Thứ hai, người ta quan niệm đó, là chết thiêu rồi bây giờ làm thêm một lần nữa đó thì giống như là động mồ động mã, trong dân gian quan niệm mê tín vậy đó, thì ta không dám làm. Thứ ba, còn là một viên gì để đâu mang theo trên cà rá di chuyển ngoài cái chỗ mà cha mẹ người thân mình để tôn thờ, mà di chuyển như thế rồi lỡ mà rớt mắt thì sao? Cho nên nó gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề làm công việc đó. Rồi vì đó là một cái nén độ carbon mà các nguyên tử phân tử của kim cương nó có thể dính lại với nhau, đây là một cái khối vật to, còn là một viên nhỏ, thì rất nhiều người thân người ta không có cảm giác rằng là hai cái này nó tương đương với nhau. Như vậy ngoài cái carbon là cái nguyên thể chính của kim cương để làm kim cương, thì những cái còn lại ngoài carbon đó để làm cái gì, dĩ nhiên nó phải bị thải đi, thì liệu người ta có đồng ý hay không đó là một chuyện khác nữa. Ở Nhật Bản nhiều năm về trước đó, thì người ta làm cái công nghệ hóa Phật. Thì một ngôi chùa đã để lọ cốt vài chục năm, là muốn cho tất cả các gia chủ hoan hỷ, thay vì vận động người ta thải xuống lòng sông, lòng biển đó, thì nhiều người ta không đành lòng. Hoặc là thả xuống các cây để bón phân đó, thì người ta lại không cảm thấy an tâm. Mặc dù Đức Phật khuyên như thế, để cho hư linh nó không còn chỗ bám vào cái hài cốt như là thân thể của mình, và do đó chấp ngã ngã sở hữu được bỏ đi thì mới được siêu, thì người ta mới gom hết tất cả các loại đó và cũng dùng cái công nghệ kim cương này nén lại mức độ đơn giản, trở thành là một tượng Phật, là một cái hình Phật á, rồi bỏ màu vô, 5.000 loại cốt mà làm ra một tượng Phật nguyên khói vào loại đá với cái màu lóng lánh đẹp thật là đẹp. Thì tất cả thân chủ của 5.000 lọ cốt này vào đảnh lễ thân bằng quyến thuộc của mình và lại cảm thấy rất là hạnh phúc, họ không thấy bị mất đi. Từ những tro cốt bỏ đi mà trở thành là những cái vật được người ta tôn kính như thế thì rất nhiều người hưởng ứng. Ấy thế mà cái phong trào đó vẫn không phát triển mạnh ở Nhật Bản, mà công nghệ này đã được làm từ lâu. Chúng tôi mới đề nghị bây giờ cũng cái lọ cốt đó, thay vì mình góp vô trở thành một thân thể Phật, nhiều người nói tôi không thấy được thân thể người thân của tôi nên tôi không chịu làm, thì ta có thể làm ra một cái hình tượng hoa sen đẹp đẹp, và dưới ta có thể để cái đế bằng gỗ để tên cái hương linh từ một cái lọ cốt to nặng khoảng 3 kg. Bây giờ nó còn là một cái hoa sen bằng đá do công nghệ kim cương làm ra, thì giá thành của nó khoảng chừng 700-800 đô mỗi một lọ thôi. Thì vậy là vào trong cái nhà mà thờ cốt của các chùa, ta không thấy không khí tăng tốc lên. Vì đó, cái người vào bên trong có cảm giác là hạnh phúc hơn, giải thoát hơn, lân lân hơn. Tôi rất mong cái công nghệ này phát triển sớm, để chùa chiền vào chỉ toàn là nơi thờ Phật thôi, chứ không có thờ cốt, thờ hình ảnh các hương linh nhiều quá. Các hình ảnh nó cũng cần được đốt đi hết, để trở thành những cái hoa sen tập thể, ví dụ các loại cốt là không còn thân nhân nữa, ta làm có hoa sen lớn hơn. Rồi tên và hình ảnh các hương linh đó cũng được nén lại theo cái công nghệ này. Và thi thể, nếu ta quán tưởng theo cái công nghệ mới đó, ta có thể đưa ra nhiều cái hình ảnh mới để quán tưởng. Từ một cái thi thể chương sình qua 10 giai đoạn trở thành là một cái viên ngọc, một viên đá với những hình thù mà chúng ta muốn, hay tinh
tinh chế hơn trở thành một viên kim cương, giá trị nó rất là cao, và do đó không khí tăng tốc nó mất đi. Nỗi đau của sanh tử vô thường nó bớt đi, và như vậy hành giả có thể chuyên tâm ý để mà quán tưởng và cũng có thể thành công được. 10 đề mục thứ ba nó thuộc về 10 niệm, trong đó 6 niệm đầu nó gọi là lục niệm truyền thống trong kinh Tạng Pali: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới đức, niệm bố thí và niệm phước báo chư thiên. 4 là 6 đối tượng mà Đức Phật khuyên những người tại gia hành trì. Niệm Phật Pháp Tăng đó, để giúp chúng ta không có niềm tin mê tín. Tin vào Phật thì không còn tin vào Thượng Đế, Thần Linh, Ban Phước, Giáng Quả, rồi ngẫu nhiên số phận an bài nữa. Và không xem Phật thay thế cho các thần linh, mà xem Phật là ánh sáng soi đường, là người chỉ đường để chúng ta thực tập ta. Niệm Pháp người ta niệm năm đặc điểm, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, được vị trí tán thán, có khả năng chuyển phàm thành thánh và có giá trị rất cao. Là niệm chư tăng đó, để thấy rõ được cái biểu tượng hòa hợp như nước với sữa, là một sự thăng tiến trong tu tập với tinh tấn không gián đoạn, và là cái biểu mẫu của đời sống con người ở mức độ cao. Còn niệm bố thí để chúng ta nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ kẻ ngặt, kẻ nghèo. Đối với kẻ ngặt ta cho con cá, đối với kẻ nghèo ta cho cần câu. Rõ được tình huống nào tặng con cá, rõ được tình huống nào tặng cần câu, ta mới giúp con người qua từ thiện một cách có kết quả. Lúc ta đang ngặt mà đi cho cần câu, biết khi nào mới biết được phương pháp để tạo ra sự sống tự lập cho bản thân. Còn niệm về giới đức để thấy rất rõ là sống phù hợp với sống đạo đức, đó là mình không có sợ luật pháp, không sợ ai phê bình chỉ trích đó. Mình trở nên là vô úy, thản nhiên, điềm tĩnh, định tĩnh trong cõi đời. Là niệm phước báo sanh về chư thiên để cho thấy là nhân quả là có thật, và đời sau là một hiện thực chứ không phải là một sự mơ tưởng. Thì bên cạnh việc mình niệm 6 đối tượng như vừa nêu đó, thì hành giả còn được khuyến khích là niệm về cái chết, về thân thể, hơi thở và niết bàn. Tất cả này được gọi là thập niệm. Niệm về niết bàn là mức độ cao nhất, sự an lạc, giải thoát. Nó không phải là một cảnh giới, nó không phải là một nơi chốn như nhiều người đã nghĩ. Mà dầu trong kinh đó, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ hình ảnh đó, là thành niết bàn để chúng ta dễ hình dung đó. Cái niết bàn là một trạng thái mà trong nó đó không còn tham sân si, các phiền não, nghiệp chướng trần ô. Nó là một sự thanh tịnh, an lạc, tỉnh tại, thường hằng và không có bị thay đổi. Tất cả chúng ta đều có thể thực tập được ở nhiều mức độ khác nhau. Còn niệm về hơi thở thì ta có một bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở. Đức Phật hướng dẫn rất là chi tiết để huấn luyện tâm mình được định. Theo dõi hơi thở qua 16 pháp quán niệm thì mức độ thành kinh khá cao. Chứ nếu mà mình chỉ đơn thuần hơi thở ra vào dễ dàng nó bị đơn điệu, nhàm chán đó. Và do vậy ta làm giống như một cái máy, nó không có kết quả. Còn quán thân thể thì ta có luôn cả một bài kinh tứ diệu đế, xin lỗi, tứ niệm xứ, nói về quán ba phần sáu thể trược, sự cấu tạo, sự hình thành, sự thay đổi, rồi những giới hạn của nó, và dùng tự giác để tách ly nó khỏi những sự chấp trước, là tự ngã, là ngã, là ngã sở hữu vân vân. Còn cái chết thì ta thấy rõ rồi, nó kéo theo là 10 giai đoạn chúng sinh. Nhóm thứ tư đó thì gồm có tứ vô lượng tâm, rồi tứ vô sắc giới, thực phẩm ghê tởm và tứ đại trong thân. Rồi ta cũng có những phần trùng lại với những cái phương pháp nằm ở trong nhóm đọc và những nhóm kế tiếp. Tứ vô lượng tâm thì tức là từ bi hỷ xả,
Phần lớn các hành giả thì thực tập thiền quán dựa vào cái này nhiều hơn là những cái nhóm và những cái yếu tố được liệt ra ở bên trên. Quán về từ thì giúp cho chúng ta có hành động Bồ Tát mang niềm vui, quán và bi đó giúp chúng ta năng động hơn, phân tích cái gốc rễ khổ đau của người khác để nhổ lên nỗi khổ. Mang niềm vui thì dễ mà nhổ nỗi khổ khó lắm. Thì nhổ nỗi khổ mình phải có kiến thức niềm vui, phải có kiến thức về nguyên nhân của khổ để ta giải quyết, đó là kiến thức về phương pháp. Cho nên ai thực tập quán về bi đó thì phải nắm rõ về tứ chủ đế. Còn quán về từ đó thì chỉ cần học Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc là nhiều vị Bồ Tát từ bi khác là có thể làm được. Còn thực tập về hỷ, đó là niềm vui, thì nó phải được thể hiện qua sự hài lòng nè, nụ cười nè, thoải mái nè, không chấp nè, không vướng bận nè. Vì đó nó có mối liên hệ rất mật thiết với hỷ xả, với cái sự buông xả. Nên từ bi là một cặp bài trùng, hỷ xả là một cặp bài trùng, và hai cái này phối hợp với nhau thì cái kết quả của sự hành trì nó đạt được cao lắm. Không có từ bi hỷ xả thì khó được định lắm. Còn bốn màu sắc đó là vốn là sự thực tập của ngoại đạo. Quán không tồn tại khắp nơi, không có biên xứ, giúp cho hành giả khi đối diện trước cái vô thường lòng không có tiếc nuối. Vì tiếc nuối là kẻ thù, là cây gai, là trở ngại vật của định. Thức vô biên xứ để chúng ta gây một ý thức với chánh niệm và cam kết. Có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, ở đâu ta cũng có ý có tứ, do vậy ta mới làm chủ được các giác quan. Vô sở hữu xứ là cái sự thực tập nó gắn liền với vô ngã, để chúng ta không bị vướng vì cái khổ đau đó. Đôi lúc đó, người ta không bận tâm đến bản thân mình, nhưng mà những cái gì thuộc về mình như là người thân người thương đó, ta lại khởi lên những phiền não. Cho nên quán vô sở hữu xứ sẽ giúp chúng ta vượt qua cái đạo. Phi tưởng vi tướng làm mình chuyển hóa được các cái tưởng dưới hình thức là vô thức, nó tế nhị, sâu lắng bên trong, vi tế và rất là khó để lần mò ra được manh mối của nó. Việc thực tập như vậy sẽ giúp cho hành giả có thể vượt qua được những cái tiêu cực và đạt được những cái tích cực. Bốn phương pháp thiền này là vẫn được phần lớn các cái kinh tạng Pali sử dụng lại khi đề cập đến thiền. Còn cái thiền nguyên gốc của Phật giáo chỉ là tứ thiền thôi. Và tứ thiền vô sắc giới này là của ngoại đạo. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật có đưa ra một cái kỹ năng hướng dẫn rất là có ý nghĩa để chúng ta lưu tâm. Tức là giả khi đạt được phi tưởng, phi vi tưởng xứ rồi đó, sẽ là một sai lầm nếu tiếp tục đưa tâm vào diệt thọ tưởng định. Thì hành giả có cảm giác là thư lắng, an tĩnh, không có cái gì làm lay động mình được hết á. Mình tưởng là mình đã đạt được sự giải thoát tuyệt đối. Nhưng khi mà buông xả diệt thọ tưởng định ra, thì mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn tưởng tượng. Và do đó ta trở thành cái người bình thường như trước đây. Cho nên Đức Phật không khích lệ diệt thọ tưởng định. Và cũng không khích lệ tứ thiền sắc giới. Tuy nhiên nó là một cái phương pháp tốt, cho nên là hành giả có thể vay mượn nó. Nhưng mà khi đạt được phi tưởng phi viện xứ, thậm chí là ở cái bước đầu của thiền sắc giới, thì cái sự khôn ngoan của hành giả là sao? Chuyển tâm về tam minh để đạt được tứ trí, nó theo đại thừa. Còn thôi tam minh theo nam tông là đã bắt đầu có được cái khả năng thấy rõ được sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Đó là cái khác biệt căn bản giữa một hành giả tu theo Phật giáo và các hành giả tu theo Bà La Môn giáo và các tôn giáo khác. Chuyển tâm về tâm minh thì thấy quá khứ của bản thân rất là rõ, từ đại cương đến chi tiết, ở kiếp nào, thân phận gì, tên tuổi, họ tộc, sự kiện, tình huống, trong từng giai đoạn lịch sử, trong từng niên đại, trong từng năm tháng ngày giờ, rõ phanh phách như là chúng ta đang thấy cái gì đó trước mặt thôi, không có lẫn lộn lẫn nhau.
Trong đó thiên nhãn minh đó, thì thấy rõ được cái nhân quả của chúng sinh trong tương lai, mà một phần là các nhà ngoại cảm đạt được và các nhà tiên tri đó đạt được ở mức độ lớn hơn. Văn học thọ ký của kinh điển Đại Thừa đó là một phần của thiên nhãn thông, thấy rõ nhưng mà vẫn không được xem là đã sắp đặt một số phận như thọ ký cho người A thành Phật trong tương lai, danh hiệu gì, đệ tử làm việc ra làm sao, cách đoàn hóa, phương pháp, hiệu quả, không phải là một số phận mà là một cái nhìn kinh nghiệm thấy rõ được. Các nhà khoa học gia tính đếm được cái sự vận hành của vũ trụ 100 năm sau, 200 năm sau thì hai hành tinh này sẽ đụng nhau như thế nào, thấy rõ hết mà vẫn không xem là số phận. Kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta đạt được cái trình độ đó, huống hồ đó là một cái năng lực tu chứng thì độ chuẩn xác lại càng cao hơn. Trong khi đó lậu tàng thông đó là một tuệ giác quan trọng cao nhất mà chỉ có hành giả chứng đắc được A-la-hán mới có, thấy rõ được là phiền não nó sử dụng hết rồi, không còn một cái gì của trần đời nó còn tồn tại, dầu chỉ là một ám ảnh, dầu chỉ là một cái tàn dư, dầu chỉ là một cái bóng dáng sạch sành sạch. Thì khi mà chuyển về tam minh thì người đó sẽ được chứng đắc, còn hướng tâm về diệu thọ tưởng định thì tương lai. Thì đó là phương pháp thiền định, nguyên gốc của Phật giáo là tứ thiền. Năm cái thiền sau này ráp với tứ thiền nó được gọi là cửu thứ đệ định, tức là chín tầng cấp thiền định, và làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng là tứ thiền thấp hơn là bốn thiền với sắc giới này, và lại thấp hơn là diệt thọ tưởng định. Trong đó trong kinh Tạng Pali Đức Phật khuyên là khi đến cái thiền thứ tư là chuyển tâm về tâm minh là chứng đắc liền. Do đó hành giả Phật giáo không cần phải sử dụng đến bốn thiền này cũng được, và đặc biệt là diệt thọ tưởng định. Bồ Đề Đạt Ma tương truyền là người nhập diệt thọ tưởng định lâu nhất ở trên hành tinh, là 9 năm diễn bích. Đức Phật Thích Ca chỉ có 49 ngày thôi. Và sau đó là phải chuyển tâm về tam minh, ngày mới chứng đắc được giải thoát trên nền tảng của Trung Đạo. Mà đỉnh trọng tâm nhất của đó là chánh định của Bát Chánh Đạo. Trong những phương pháp đề mục quán tưởng của Nam Tông đó, vẫn sử dụng tứ thiền này của ngoại đạo, bởi vì nó vẫn có giá trị hỗ trợ cho một số hành giả nhất định. Cái phương pháp thứ 39 đó là quán về thực phẩm là đáng ghê tởm, bởi vì nó có thể có khả năng trúng thực. Những cái món mà được gọi là món ngon á, thường thường là những món ác độc không ạ. Ví dụ như Trung Quốc nó có kỳ quan ẩm thực á, lấy một con cá phần lớn là cá có màu đỏ đang bơi lội trong cái hồ kiến vớt lên, và đầu bếp á, dùng một con dao thật bén lát mỗi một bên như vậy là 5-6 lát, cá dãy dụa thả nó vô chỗ vào sôi trong vòng 17-20 giây, bóc nó ra thì con cá nó vẫn còn thở hôi hớp cái miệng, tiên vẫn thở phình phịch mà thịt đã chín hết rồi. Bắt một con gà rửa sạch chân, tắm rửa cho nó thật là sạch, nhổ bớt hết tất cả những cái lông đùi, để trên một cái dĩ màu đỏ nửa đến mấy trăm độ, cho nó đi trên đó chừng vòng 17 giây, 20 giây thôi, thì toàn bộ máu huyết từ trên đầu và toàn thân nó bung xuống hai cái đùi. Và bắt con gà xuống thì thịt của phần đùi nó đã chín, ở trên thì vẫn còn sống, bẻ gãy ra ăn như thế, tự gọi là ngon. Càng ngon chừng nào thì cái mức độ nhẫn tâm và ác độc nó gia tăng chừng đó. Cái dân hóa ẩm thực của người Trung Hoa là ác độc lắm, con gì cũng ăn được, Việt Nam cũng ảnh hưởng theo, con sâu, con kiến, con mối, con mọt. Ở Campuchia ngay cả con bồ hóng rồi những cái con bồ cạp cũng ăn được hết. Thế phương Tây mà họ nhìn vào họ ớn ói liền, dân mà quen với cái cộng nghiệp này thì thấy nó bình thường. Những con đó tạo khẩu vị hấp dẫn hơn,
mắm hóc của Campuchia ớn lắm. Cái nghiệp sát quá nhiều. Và Đức Phật dạy là quán thực phẩm ghê gớm, tại vì chỉ cần một cái sơ suất kém vệ sinh thôi nó làm cho biết bao nhiêu chứng bệnh có mặt, chúng thực có thể dẫn đến cái chết đó. Nếu ta điều trị trễ và không đưa đến bệnh viện, là thiếu kỹ năng cạo gió ở cái vùng mà dùng bóng đá, dùng bao tử, rồi dùng đùi vân vân, rồi áp gừng lên để phần nhiệt nó đưa vào cơ thể, nó làm cho người ta bớt đi cái sự đau nhức là chết. Bây giờ thực phẩm chay cũng bị ghê gớm, hơi nhiều độc tố ở trong nước tương, ở trong các cái thực phẩm chế biến giống như là thực phẩm ăn vậy. Riết rồi mình không biết ăn cái gì an toàn, cái gì cũng có độc tố. Dù sao thì ăn chay vẫn tốt hơn, số độc tố nó ít hơn. Vì với các chủng loại vi sinh đó, nó cũng ít hơn là thực phẩm mặn. Và đó là không ảnh hưởng đến sự khủng hoảng môi trường sinh thái, hay là hiệu ứng nhà kính, hoặc là thâm nóng toàn cầu như là thực phẩm mặn. Những nhà sản xuất thôi. Còn người nghèo thì nghèo hơn, bởi vì mất đất nông nghiệp, đâu có canh tác được. Mà càng ngày cái công nghệ thực phẩm mặn đó càng phong phú hơn, ta dùng máy móc nhiều, cho nên nhân công được giảm từ mức độ tối đa, cho nên cái đàn thất nghiệp có mặt khắp mọi nơi. Do đó ăn chay là trở thành một anh hùng, không phải là toàn thể. Thì từ xa xưa nó đã như thế, cho nên trong quá trình phát triển Phật giáo, người ta không thêm cái mới, cho cái giữ nguyên thôi. Sợ thêm mà không có những cái chuẩn mực căn bản thì có thể dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma ở người hành trì. Hoặc là khi nó có những cái biến chứng, những cái thay đổi mà không có kinh nghiệm hướng dẫn thì người ta lại bị chịu trách nhiệm liên hệ, nên người ta chỉ truyền bá 40 đề mục quán tự đó thôi. Còn Phật giáo Bắc Tông thì vận động nhiều phương pháp khác. Ví dụ trong cái niệm Phật đi, không chỉ đơn thuần là Nam Mô về Như Lai ứng cúng tránh biên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian vô thượng giả điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 đức hiệu của Đức Phật, mà còn có Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Đại Nhật và nhiều Đức Phật Bồ Tát khác. Nam Tông thì giới hạn ở Đức Phật lịch sử và 10 đức hiệu là chính thôi. Người giáo Pháp á, thì nó nằm ở 5 đặc điểm đó, chứ ngoài đó ra không quán thêm. Còn bên Bắc Tông á, quán giáo Pháp thì quán nhiều cách khác nhau. Ví dụ như giáo Pháp là một chiếc bè để ta không bám vào giáo Pháp, mượn nó để đạt được cho việc chuyển hóa các phi pháp, nhưng mà khi kết quả có rồi thì không ai dạy gì mà thờ nó trên đầu hay là tôn trọng nó trên bàn thờ, mà phải trả về lại bờ bên kia. Có nhiều cách thức quán khác nữa. Do đó sự mở rộng các đối tượng quán để đạt được định đó là một nghệ thuật và sáng tạo. Và ta lấy cái thước đo đó là nhẹ nhàng, thư lắng, buông xả, an lạc, hạnh phúc nội tại đó làm chuẩn. Nếu mà không có cái này đó thì ta biết là thực tập sai. Một vấn đề đó là cái mối liên hệ về tứ thiền và định. Tại sao ở trong Bát Chánh Đạo Đức Phật không đề cập đến tứ thiền? Vì thực tập tứ thiền trên nền tảng của 7 chánh đạo phía trước đó sẽ tự động giúp cho chúng ta đạt được tứ thiền thôi, chúng ta không cần phải đề cập đến. Chánh định và tứ thiền là một cặp bài trục, có được chánh định là có được tứ thiền và ngược lại. Còn nếu định mà không chân chánh thì tứ thiền không có mặt. Sơ thiền đó, thì ta thấy nó có 5 yếu tố: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Tầm tứ chúng ta biết rồi, tìm một đối vật, và đây là một trong 40 đối tượng vừa nêu. Dán tâm an trú lên nó để tâm ta không phân duyên trần cảnh. Bên thiền tông của Đại Thừa Trung Hoa thì lấy là công án, hay là thổi đầu, hay là tri vọng. Còn mật tông là câu thần chú, tịnh độ tông là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cột tâm lại một chỗ đó, cho nên là sẽ là một sự sai lầm nếu ta phê phán phương pháp tịnh độ là sai. Pháp đi, thì đó là niệm pháp thôi, nó đâu có sai.
nó vẫn nằm ở trong 40 đề mục thiền định cả. Hỷ và lạc nó là hai cấp độ. Hỷ là mức độ quan hỷ với người, với mình. Còn lạc đó là cái hạnh phúc nội tại sâu lắng, chứ nó không lệ thuộc vào các giác quan. Bởi vì hành giả đang ngồi bất động, yên lắng, thì kết quả đạt được cao, và do đó đạt được định. Đó là năm chi phần của định hay là thiền ở mức độ ban đầu. Nếu mà không có cái này đó thì không đạt được kết quả. Mà muốn có điều đó thì Kinh Tạng Pali xác định rõ là phải xa lìa đời sống ái dục. Cho nên người tại gia hầu như là không đạt được, tức là sơ thiền, bởi vì vẫn còn đời sống vợ chồng. Còn người tại gia độc thân hay là một trong hai người đi trước, người còn lại không tái giá, thì mới có thể có khả năng đạt được sơ thiền. Như vậy là chánh định đó là cái cửa ngõ của sơ thiền, và chánh định cũng là cái cửa ngõ của nhị thiền. Là cái mức độ cao là bỏ tầm bỏ tứ, nó không cần phải vận dụng phương tiện nữa, cần nhập vô là nó có mặt liền, chứ không cần phải mượn một đối vật. Như vậy 40 đề mục quán tưởng này chỉ là dành cho người bắt đầu thôi. Con người có kinh nghiệm là bắt đầu mở khóa hay đóng nó là ngay tích tắc. Hỷ lạc và nhất tâm vẫn còn giữ lại cho đó. Còn với tam thiền đó thì chúng ta thấy là cái phần xả cái niềm vui nội tại sâu lắng là cần phải có, hay là lìa những cái khác cần phải được thực hiện thì chánh định mới được có mặt. Còn ở tứ thiền đó thì xả luôn các cái niệm, dầu niệm đó là niệm thanh tịnh, thì buông nó thì ta có mới có được sự thanh tịnh tuyệt đối, thanh tịnh nhẹ nhàng sâu lắng nhất. Do đó hành giả thực tập chánh định nó sẽ có được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và khi đạt được cái này, chuyển tâm về tam minh, thì hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả. Nói tóm lại, chánh định là giải quyết vấn đề, chánh kiến là bắt đầu vấn đề của đời sống tâm linh ở mức độ cao, và sáu chi phần còn lại đó là những cái hỗ trợ cần thiết không thể thiếu. Ai mà không hoàn tất được tất cả bảy cái chân chánh ở trong con đường bát chánh đạo thì khó có thể đạt được chánh định lắm. Mà nếu có, nó chỉ là một phần và bị gián đoạn thường xuyên. Do đó các hành giả các pháp môn khác đó cũng cần phải thực tập bảy yếu tố ban đầu, từ chánh kiến cho đến chánh niệm. Thì chánh định đó dầu dựa trên niệm Phật, dầu dựa trên thiền, dầu dựa trên mật tông mới có thể thực hiện được ở mức độ cao nhất. Còn nếu bỏ qua bảy yếu tố chân chính đầu, không thể nào có được chánh định. Đó là điều mà chúng ta phải tin là chắc chắn. Và nhờ có chánh định, tự giác phát sinh, ta mới trở thành là một hành giả giải thoát. Kính chúc quý hành giả có thêm một tuổi hạ để xác định đời sống giới định tuệ được phát triển. Và nhờ đó, sự nương tựa tu học của người tại gia cho đời sống tâm linh người xuất gia có kết quả phước báo hiện tiền và soi sáng trong tương lai. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô.